Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung phim Đấu La Đại Lục. Hiện tại có rất nhiều video đã bị chặn nên sẽ có nhiều tập không xuất hiện trên kênh, các bạn thông cảm nhé. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ chúng mình. Trong video trước, Đường Tam đã được hai đại hồn thú hiến tế hồn hoàn. Làm xong chuyện, hắn liền đi tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tìm mẫu thân và phụ thân. Môi trường của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn quả nhiên được trời ưu ái. Tình trạng của A Ngân bây giờ đã có thể hiện thân bằng trạng thái linh hồn rồi, điều này làm cho Đường Hạo vô cùng vui mừng. Nếu như để cho Đường Tam biết, nhất định sẽ rất vui. Tính tới thời điểm hiện tại, Đường Tam cũng đã rời đi được 5 năm, hai vợ chồng vô cùng lo lắng. Vừa nhắc tới thì Đường Tam cũng xuất hiện, một nhà ba người ôm chầm lấy nhau. Nhìn thấy phụ thân khôi phục lại tốt như vậy, hắn cũng an tâm. Bây giờ hắn còn có một chuyện quan trọng phải làm, cho sau khi hoàn thành, bọn họ mới thực sự là một nhà đoàn tụ. Mục đích của hắn chính là phục sinh Tiểu Vũ. Nhìn thấy con trai của mình có tận nằm chiếc hồn hoàn 10 vạn năm, A Ngân cũng kinh ngạc hỏi thăm, nàng lo lắng một trong số đó là của Tiểu Vũ. Đường Tam nhanh chóng trấn an, A Ngân cũng tin tưởng, bây giờ hắn đã nghĩ rất rõ ràng rồi, giống như tình yêu của phụ thân đối với mẫu thân, hắn cũng yêu Tiểu Vũ như vậy. Đường Hạo nghe vậy thì vô cùng tự hào, không hồ là con trai của lão, đến tình yêu cũng giống nhau như đúc. A Ngân cảm thấy chuyện này quan hệ trọng đại, đừng quá nóng vội. Tuy nhiên, Đường Tam đã biết cách để phục sinh Tiểu Vũ thành công, cho nên hắn lập tức bế quan ổn định thực lực. Trước đó, ba Tây Tây đã từng chỉ điểm bốn cái hồn hoàn trước đó của hắn, cộng thêm hồn hoàn thứ 6 và bản thể của Tiểu Vũ. Năng lực ẩn chứa trong đó có lẽ đủ để cho nàng ta khôi phục tới 60 cấp hồn lực như lúc trước hiến tế. Như vậy, hắn chỉ cần bóc ra 5 cái hồn hoàn, chỉ ít, không cần lo lắng tới tính mạng. Về phía Tiểu Vũ, có sức mạnh ôn hòa của hai thần chi quang phù trợ, nàng ta sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ là lỡ như năng lượng không đủ, nàng ta sẽ không thể nào khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Thậm chí có thể sẽ tiếp tục sống như bây giờ, hồn phách và thân thể chỉ có thể dung hợp trong thời gian ngắn, vĩnh viễn không thể nào thực sự bồi bạn với hắn. Đường Tam nghe vậy vẫn kiên quyết, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ sai sót hay biến cố nào xuất hiện. Để an toàn nhất, hắn sẽ tận lực truyền hết hồn hoàn của mình cho Tiểu Vũ. Như vậy quá nguy hiểm, cưỡng ép bóc ra hồn hoàn vốn có nguy hiểm cực lớn, Đường Tam phải liên tục chịu đau đớn khi linh hồn bị xé rách, nhất là hồn hoàn thứ 5 đã hòa hợp với vũ hồn. Khi bóc ra sẽ tạo thành tổn thương cực kỳ lớn, thậm chí là cái chết. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Đường Tam liền lấy Tiểu Vũ từ trong túi ra ngoài. Vì phải chịu tổn thương quá nặng, cho nên Tiểu Vũ vẫn một mực hôn mê. Hắn bế nàng rồi bắt đầu xâm nhập vào bên trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, sau đó thả nàng ta xuống mặt nước. Mặc dù không có gì phụ trợ, vậy nhưng thân thể của Tiểu Vũ vẫn y nguyên nổi ở trên bề mặt. Muốn cứu nàng ta chỉ có một cách là cần thỏa mãn tất cả ba điều kiện. Tìm được ba loại dược thảo, Thánh Hồn Thảo thức tỉnh linh hồn, Chí Bảo Vạn Năm cửu phẩm tham vương tái tạo hình người, bảo vật có thể giúp hồn thể hợp nhất. Cuối cùng là một viên nội đan của thượng cổ linh thú. Dựa vào thủy tinh huyết long tham, nàng sẽ lấy lại được nhục thân lần nữa. Nói rồi Đường Tam cũng bắt đầu quá trình. Việc đầu tiên là cưỡng ép lấy ra hồn hoàn, đem trả lại cho Tiểu Vũ. Quá trình phải nói là vô cùng thống khổ, thân thể như bị rút ra sinh mệnh, vậy nhưng Đường Tam vẫn không hề bỏ cuộc. Điều này làm cho Đường Tam trở nên suy yếu, thân thể dường như không chịu được. Trên người mọc ra vô số lam ngân thảo, sau đó từ từ hạ xuống dưới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Cũng may là có những lam ngân thảo này đỡ không cho hắn ngã xuống. Ở bên cạnh, thân thể Tiểu Vũ cũng từ từ chìm xuống đáy hồ, sau đó chậm rãi được nâng lên. Nói qua nói lại một hồi thì mình cũng xin tóm gọn lại rằng Tiểu Vũ cuối cùng cũng chính thức được phục sinh. Tới đây thì tập phim cũng hết rồi, hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé. Nếu thấy video bổ ích, đừng quên để lại cho chúng mình xin một like cùng một lượt đăng ký. Video còn nhiều thiếu sót, hy vọng các bạn hãy để lại góp ý bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.